Chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV. Chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách sử dụng checkbox, lập trình checkbox ở trên Google Sheet sử dụng App Script. Đầu tiên mà các bạn xem demo mình làm ví dụ. Ở đây mình đã tạo một cái checkbox và phía bên cái kết quả thì mình sẽ mô tả một cái kết quả khi chúng ta tác động lên checkbox. Ví dụ như cái tác phụ ở đây mình check vào cái checkbox này thì ở bên kết quả mình sẽ lập trình nó có nội dung là đã chọn và khi mình check không chọn cái checkbox thì ở bên cái kết quả nó sẽ hiện cái nội dung là không chọn. Như vậy cái việc này chúng ta sẽ kết hợp giữa cái cấu hình cái checkbox và chúng ta viết code ở bên app script. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước cụ thể từ việc cấu hình checkbox và viết code ở trên app script nha. Trên OneDrive chúng ta sẽ chọn new Google Sheet và ở đây chúng ta chọn plan risk. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn data data validation. Ở đây các bạn sẽ add rule và chúng ta sẽ chọn kiểu là checkbox. Lúc này chúng ta sẽ check vào cái ô use custom cell value và ở đây nó xuất hiện hai cái hộp thoại nè cái thứ nhất đó là, là được check được check thì chúng ta trả về cái sale đó là một cái nội dung thì ở đây ví dụ như mình à, cho nó xuất hiện cái nội dung trên cái sale đó khi được check là check đó, bạn muốn trả về cái nội dung gì cũng được checkbox này không được check á thì mình sẽ điền cái nội dung là uncheck đó ở dưới này mình chọn là show a warning à, ok xong rồi á thì mình chọn là done thì các bạn sẽ thấy được khi chúng ta check vào cái ô checkbox này thì cái cell C3 này nó có giá trị cái test là check nè à. khi mình không check nữa thì cái ô C3 này nó sẽ có cái giá trị test là uncheck nè thì chúng ta dựa vào đây để chúng ta lập trình à, ví dụ bên này mình để là tác vụ ở bên D2 này mình để là kết quả đi. À, để gì cho dễ quan sát ha. Rồi, để lập trình thì chúng ta vào attention chọn uprip các bạn. Bên uprip thì mình đổi tên lại cho cái function của chúng ta là my checkbox. Chúng ta sẽ viết một vài dòng lệnh ở trong cái function của chúng ta. Đầu tiên mình sẽ khai báo một biến là var ws. Biến này sẽ chứa cái active risk và một biến thứ hai là SS cái biến này sẽ chứa Resist Active bằng WS chấm sau đó mình sẽ sử dụng một cái hàm if để kiểm tra cái checkbox này xem nó có được check hay là không thì chúng ta dùng if nếu như ss chấm yes, get nges range của ô c3 đây là cái ô chứa checkbox .is value cái ô này nếu như nó bằng check thì chúng ta sẽ thực hiện ghi một cái nội dung vào ô d3 ss.get range d3. set value như là ở đây mình điền nội dung vô Đã chọn Ví dụ như vậy nha các bạn Xong Ngược lại L Thì Mình truyền cho cái OD3 này là Không được chọn Mình copy xuống đây Ở trong này nè Điền lại là Không được chọn Ok Đây Các bạn có thể chọn cái function này Các bạn click chuột phải Chọn là format Cứ manh cho nó đẹp sau đó chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ chọn cái hàm Magic Box của chúng ta chọn Run Ở lần chạy đầu tiên thì nó đòi hỏi chúng ta phải cấp quyền Thì chọn review revision Chúng ta chọn cái account Google Chọn Advanced Chọn Unsharp Chọn Allow Nó báo lỗi ở cái dòng code số 3 ở đây mình sẽ là guest guest active sheet theo lại ok mình run rồi thì các bạn sẽ thấy được là đối với cái check này nè mình không có check thì ở đây cái kết quả nó hiển thị là không được chọn rồi khi chúng ta check vào đây và chúng ta chạy lại cái hàm của chúng ta thì các bạn sẽ thấy nó đã được chọn như vậy cái hàm của chúng ta đã thực hiện nhưng mà mỗi khi các bạn check hoặc là không check thì các bạn lại phải chạy cái function bên này, nó bất tiện. Do đó để khi mà có sự thay đổi ở trên cái cell nào đó thì cái hàm đó sẽ được chạy thì chúng ta sẽ đổi cái tên của my checkbox này thành là on edit nha. Cái hàm on edit có nghĩa là mỗi khi mà active sheet của các bạn có sự thay đổi tác động ở trên các cái cell thì cái hàm này sẽ được chạy. Đó, chúng ta sẽ đổi thành cái tên là on edit cell lại. Ok. Rồi. Lúc này các bạn thử bỏ check ở đây. Thì nó tự động nó sẽ báo là không được chọn thì cái hàm của chúng ta tự động chạy khi có sự thay đổi trên cell. Đó các bạn thấy không? Chúng ta không cần phải chạy cái function bên cái app script nữa. Đó. Và cái việc này là nhờ chúng ta sử dụng cái hàm on edit này. Như vậy ở trên đây mình đã chia sẻ đến các bạn cách sử dụng cái checkbox ở trên cái Google Sheet bằng app script và sử dụng hàm on edit để chúng ta thực thi tác vụ. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.